Chị ơi, đi mỏi chân mà không hết được cảnh đẹp Việt Nam. Đương nhiên rồi, đất nước mình có tận 63 tỉnh thành mà lị. Thế hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm nơi nào đây? Chúng mình sẽ cắm cờ lên một địa danh đặc biệt. Tiếp thử nghe câu thơ này và đoán xem nhé. Đồng Nai gạo trắng nước trong, ai đi đến đó thời không muốn về. Quá dễ, là Đồng Nai chứ gì. Tớ biết ở đây còn có cả Văn Miếu nữa đấy. Tớ tưởng chỉ Hà Nội mới có Văn Miếu thôi chứ. Không, Hà Nội có Văn Miếu Quốc Tử Giám, còn ở Đồng Nai có Văn Miếu Trấn Biên. Chưa hết đâu nhá, ở đây còn có Vườn Quốc gia Cát Tiên. À, cái này thì tớ biết. Vườn Quốc gia Cát Tiên là một trong 6 khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Thú vị thật đấy, chúng mình cùng cắm cờ lên đây nào. Xin chào những mầm non tương lai của đất nước. Ôi, chúng em là những mầm non ạ? Đúng vậy, tất cả các em là những mầm non đáng yêu. À, em nhớ ra rồi. Trẻ em như búp trên cánh, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Rất chính xác, trong câu thơ trên, Bác Hồ đã sử dụng biện pháp so sánh. Vậy so sánh là gì? Thì buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Vâng ạ. Cô có câu sau đây. O tròn như quả trứng gà, Tít hãy tìm cho cô những sự vật được so sánh với nhau nào. Thưa cô, chữ O được so sánh với quả trứng gà à? Đúng rồi, thế chữ O và quả trứng gà có điểm gì giống nhau? Chữ O và quả trứng đều có hình tròn ạ. Giỏi quá, thế theo Chip, thế nào là so sánh? Dạ thưa cô, so sánh là so sánh sự vật này với sự vật khác, mà giữa chúng có những điểm giống nhau. Hoan hô Chip, các em hãy ghi nhớ, so sánh là đối chiếu sự vật này với sự vật khác mà giữa chúng có những điểm tương đồng. Cô ơi, làm sao để tìm ra phép so sánh nhanh nhất ạ? Để tìm ra biện pháp so sánh nhanh nhất, các em hãy quan sát mô hình sau. Ta có sự vật so sánh, đặc điểm so sánh, từ so sánh và sự vật được so sánh. Cô có ví dụ sau đây. Tiếng suối trong như tiếng hát xa. Sự vật so sánh ở đây là gì nhỉ? Là tiếng suối à? Tiếng suối được so sánh với sự vật gì hả Tít? Tiếng suối có so sánh với tiếng hát không ạ? Đúng rồi, Tít trả lời tốt lắm. Còn Chip hãy chỉ ra cho cô đặc điểm so sánh và từ so sánh có trong câu vừa rồi nhé. Thưa cô, đặc điểm so sánh là trong và từ so sánh là như ạ. Chip trả lời chính xác rồi đấy. Bây giờ các em hãy tìm ra cho cô những câu có sử dụng biện pháp so sánh. Em thưa cô, em có câu so sánh. Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun. Thưa cô, cao như núi, dài như sông, rắn như thép, quý như vàng, thì có phải là so sánh không ạ? Các bạn nhỏ của chúng ta giỏi quá. Câu của Chip là so sánh đầy đủ, còn câu của Tít là so sánh bị ẩn đi một sự vật được so sánh. Tất cả những ví dụ trên đều là so sánh ngang bằng. Trong tiếng Việt có hai kiểu so sánh, so sánh ngang bằng và so sánh hơn kém. So sánh ngang bằng thường sử dụng các từ so sánh như là, giống, bằng. Ví dụ, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. So sánh hơn kém thường sử dụng các từ so sánh hơn, kém, không giống. Ví dụ, cháu khỏe hơn ông nhiều. À, vậy thì em có câu trăng khuya sáng hơn đèn và đèn khoe đèn tỏ hơn trăng. Rất chính xác. Vậy bài tập về nhà của Tít là tìm các câu có từ so sánh ngang bằng, còn Chip sẽ tìm các câu có những từ so sánh hơn kém. Vâng ạ. Thú vị quá, thú vị quá. Tít ơi, chúng ta đi xem ai tìm được nhiều câu thơ có biện pháp so sánh nhé. Ôi giời, dễ như ăn kẹo. Nghe tớ đây. Trăng hồng như quả chín, lửng lờ lên trước nhà. Mặt trời xuống biển như hòn lửa. Vậy thì, những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Mẹ là đất nước tháng ngày của con. Tiếng Việt thật diệu kỳ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.